Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch, ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão, trực, bình, tốt mọi việc, tuổi xung ngày, Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn, tuổi hợp trong ngày, ngày Thìn, Lục hợp Dậu, Tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục, giờ hoàng đạo, Mậu Dần 3 giờ đến 5 giờ, Canh Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tân Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Giáp Thân 15 giờ đến 17 giờ, Ất Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Đinh Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Xuất hành hướng Tây Bắc, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo năm tuổi tài lộc vượng phát trong ngày chủ nhật này sẽ là tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 22 tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, hôm nay thương quan giáng họa khiến tuổi Tý lao đao trong công việc, khuyên tuổi này hôm nay hãy bình tĩnh, hạn chế tranh cãi, đấu đá. Người buôn bán đừng mở hàng trong ngày hôm nay, công việc mà có gì trục trặc để mùng 4 hãy giải quyết, không phải vội. May mắn là tam hợp cục trợ lực nên tuổi này lộc lá đầy mình. Năm hết Tết đến, đầu năm mới bạn nhận được phong bao lì xì từ người thân cùng cầu chúc ấm áp. Bản mệnh không cần phải lo lắng về tiền bạc, ngồi không tiền cũng tự tìm tới tay. Đường tình cảm không tốt cho lắm vì thổ thủy tương khắc. Vợ chồng đầu năm đã nói nặng nói nhẹ với nhau, hãy nhẫn nhịn một chút. Bạn đừng đánh thức con trong ngày hôm nay, hãy để con tự tỉnh giấc để cả năm được an nhàn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, hôm nay nhận được nhiều lời khen từ những người thân trong nhà. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, mọi chuyện trong gia đình đều được sắp xếp ổn thỏa, tràn ngập niềm vui. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, đầu năm đừng ở lì trong nhà mà hãy ra ngoài đi hái lộc đầu xuân. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, bạn có lộc từ người thân hoặc bạn bè thân thiết đem đến, hãy trân trọng dù ít hay nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nên nhận lời mời tham gia ăn uống hoặc chơi bời, đừng ngại ngần. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường xanh ngọc, đen, quý nhân phù trợ, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chính ấn trợ vận đem lại phong thái mạnh mẽ và thông minh cho Sửu đầu năm mới. Những người phải làm tăng ca Tết sẽ thuận lợi như ý, được đồng nghiệp giúp đỡ. Đầu năm đừng bàn lùi chuyện làm ăn, hãy tiếp xúc với những người có gan làm ăn để thêm ý chí cho bản thân. Đường tài lộc lâm tương phá, cảnh báo con giáp này đầu năm cẩn thận tiền bạc, đồ đạc trong nhà. Có thể một ai đó trong gia đình bạn sẽ làm mất đồ hoặc làm rơi vỡ cốc chén. Tiền lì xì nhớ cất kỹ kẻo rơi mất. Tiền lì xì của con nhỏ, bố mẹ nên cất dùm, đừng để con cầm lâu. Vợ chồng hoặc những đôi đang yêu dễ tranh cãi vì những chuyện không đâu. Ngày đầu năm mới, chớ nên cãi cọ kẻo mất vui nhé Sửu. Có chuyện gì thì vợ chồng đóng cửa bình tĩnh bàn bạc, chuyện gì cũng có cách giải quyết, chớ nên vì thế mà sinh sự. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, có nhiều chuyện muốn nói nhưng lại gói gọn trong tiếng thở dài. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, rõ ràng bạn bình thản đến mức còn bình tĩnh hơn ngày thường, khiến người nhà sốt ruột. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cứ ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác dễ tổn thương lắm đấy. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, hãy đối xử thật lòng với những người xứng đáng mà thôi. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hãy ở bên gia đình trong ngày này, hạn chế đi xa hoặc lái xe khi uống rượu. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường cà phê, hồng, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, theo tử vi hàng ngày, đầu năm có tam hội giúp tuổi Dần may mắn trên con đường sự nghiệp. Ai buôn bán có thể tham khảo giờ đẹp nhờ người hợp tuổi để mở hàng trong hôm nay. Tài lộc của bạn nhờ thiên tài nâng đỡ nên tiền về túi đều đều. Đầu năm có thể thử mua một tờ vé số hoặc đi hái lộc, chơi một ván bài vui vẻ cùng gia đình để lấy may. Nếu có ai đó kêu gọi đầu tư vốn làm ăn thì có thể thử.
cứ hỏi ý kiến người nhà trước đã, rồi hẵng làm sau. Tuy nhiên, phận tình cảm không được như ý muốn, vì cục diện mộc thổ tương khắc, bạn nên hạn chế cãi cọ với hàng xóm hoặc người thân trong nhà, kẻo rước bực vào người, đầu năm phải giữ tâm trạng vui vẻ. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hôm nay tâm trạng của bạn phấn khởi hơn mọi ngày, lúc nào cũng nói cười. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, có thể sẽ có tin vui liên quan đến con cháu trong nhà hoặc bố mẹ. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, thương thì thương vậy thôi, chứ chẳng dám hy vọng nhiều vào người đó. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng sân si chuyện người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, bạn sẽ đi chùa cầu may mắn cùng gia đình, nên chuẩn bị từ sáng sớm. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, be. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hội báo tin vui cho tuổi Mão, đầu năm đường công việc sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ bạn. Những ai muốn đi Tết cấp trên hoặc thăm hỏi thầy cô nên tranh thủ thời gian này. Tiền bạc đổ về túi đều đều nhờ chính tài hỗ trợ. Tiền thưởng Tết của bạn đủ để biếu ông bà cha mẹ, đem lại niềm vui cho gia đình. Con cái cũng được hưởng lộc từ bản mệnh. Bạn chính là thần tài đầu năm của gia đình chứ không phải ai khác. Tuy nhiên, cục diện mộc thổ tương khắc, dự báo có điểm xấu liên quan đến tình cảm của Mão. Đầu năm, bạn đã không bằng lòng với thái độ của một số người. Bên cạnh đó, bạn hãy nhắc nhở người thân đi du xuân cẩn thận xe cộ, đừng hấp tấp, chậm mà chắc là được. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, bắt đầu coi sức khỏe là điều cần được vun đắp lâu dài. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, nên chú ý hơn chuyện ăn uống, đừng quá chén. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy cùng chia sẻ công việc với các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, năm mới hãy nói những lời tốt đẹp dành cho bạn bè và người thân trong nhà. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, không nên lấy cớ ngày Tết ngủ muộn để bỏ tập thể dục buổi sáng. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, be, đỏ, quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chủ thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn, thiên ấn trợ lực giúp tuổi Thìn nắm quyền trong công việc. Những người phải tăng ca thì sẽ được mọi người yêu quý, giúp đỡ khá nhiều. Ngày mới đi làm, đồng nghiệp ở công ty cùng rủ dê đi ăn tiệc khai xuân, bạn cũng đừng vì ngại mà từ chối nhé. Tình hình tài chính không lý tưởng, nhưng con giáp này lại suy nghĩ khá lạc quan. Tiền bạc cũng như cảm xúc con người, có lúc lên lúc xuống không sao hết. Hôm nay bạn được nhiều người cho tiền lộc, đi du xuân hái được lộc đẹp, đó là may mắn lớn rồi. Hôm nay tự hình chiếu vận khiến tuổi này có tâm trạng không tốt, không biết chia sẻ cùng ai. Những bạn còn đang độc thân thì chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của mình, lười đi chơi Tết. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, dường như mọi lo toan bộn bề tạm lắng xuống, nhường chỗ cho khoảnh khắc an nhiên bên gia đình. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, cầu mong luôn được mạnh khỏe là đủ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy quên đi những gì không may mắn, phiền muộn và hướng về một năm mới an lành. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, bạn nên gác mọi việc sang một bên để dành thời gian bên gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tiếng nói của bạn có giá trị với những người xung quanh. Con số may mắn 7, 1, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, tử vi nói rằng thiên quan cảnh báo tuổi Tỵ hôm nay nên cẩn trọng trong chuyện làm ăn. Không những thế, mỗi khi bạn hoàn thành xong công việc, rắc rối sẽ tự khắc tìm đến bạn. Sang ngày mới, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Đừng khai trương hay mua hàng trong ngày hôm nay nhé. Hôm nay bạn sẽ cần tỉnh táo trước khi quyết định nhập cuộc chơi liên quan đến tiền bạc. Cần phải hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Đừng thấy người khác sai mà xen vào. Đó là chuyện của người ta. Coi chừng mất tiền vì vạ miệng. Hỏa thổ tương sinh, dự báo tuổi này có nhiều niềm vui liên quan đến gia đình, tình yêu. Bạn dành thời gian đi chúc Tết và có cách ứng xử lịch sự nên có được quan hệ tình cảm tốt hơn. Hôm nay rượu bia quá đà. Thật may mắn là nửa kia vẫn thông cảm và chăm sóc cho bạn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, đi chùa hái lộc dịp đầu năm nên cẩn thận xe cộ, đi lại, đừng có hấp tấp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, tưới nước cho các chậu cây trong nhà để đem lại cát tường và thịnh vượng cho gia đình năm mới. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nên mặc đồ màu đỏ hoặc màu cam để đầu năm may mắn.
Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, phận con cái, đừng quên đối xử tử tế với cha mẹ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, mùa muối sẽ giúp gia đình một năm mới thêm mặn nồng và bền chặt hơn. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đỏ, tím, quý nhân phù trợ Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, chính quan trợ mệnh giúp tuổi Ngọ may mắn trong công việc. Tuổi này đã gạt bỏ được cái tôi cá nhân của mình nên làm việc gì cũng thuận lợi như ý. Đầu năm hãy chọn giờ xuất hành đẹp đầu năm để cầu tài lộc cho một năm mới làm ăn may mắn, bình an. Đường tài lộc may mắn hơn một chút, tiền thưởng cuối năm khiến bạn an tâm phần nào trong dịp Tết. Ngọ không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính, tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu. Vận trình tình cảm may mắn hơn nhờ hỏa sinh thổ. Đầu xuân năm mới, bạn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho gia đình và những người thân yêu. Bạn có cơ hội gặp lại bạn cũ và người thân ở xa, tình cảm vô cùng nồng thắm, không khí sum vầy đến hết ngày. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, hãy quên đi những tiêu cực và đón nhận những điều tốt đẹp xứng đáng với bạn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, người sông đất nhà bạn phải là người có tuổi đẹp và hợp với tuổi chủ nhà. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, đừng đi lại linh tinh kẻo rước họa vào thân, hãy đi chơi cùng gia đình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hôm nay đừng để ý chấp vặt lỗi lầm của những người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, những gia đình có tang tuyệt đối không được đi chúc Tết hay thăm hỏi người khác. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường hồng, đỏ đô, quý nhân phù trợ Tuất, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chính ấn nhập mệnh đem lại sự thông thái cho Mùi khi làm việc. Đầu năm làm gì cũng nhanh nhẩu, gọn gàng. Ai phải làm trong Tết, hãy tự động viên thêm mọi người xung quanh mình nữa nhé. Bạn chính là năng lượng tích cực của mọi người đầu năm mới. Đường tiền bạc của Mùi không đến nỗi xấu, bản mệnh dễ thoát ra được sự cố về tiền bạc. Có thể bạn đủ chi tiêu đầu năm hoặc dùng số tiền cho những việc quan trọng. Bạn sẽ đủ tiền để mua sắm cho những món đồ mình thích. Vận tình cảm ở mức bình ổn, nhớ hai hành thổ tương hòa. Con giáp này nhận được tình yêu thương của những người xung quanh. Bạn hãy thư thả, thoải mái để mọi chuyện được êm xuôi. Còn thiên hạ bàn tán gì về mình, cứ bỏ qua hết đi nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hân hoan cùng gia đình tận hưởng không khí Tết. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, không nên trao đồ đạc, tiền bạc hay là vay mượn bất cứ thứ gì vào những ngày đầu năm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, dù cho có khó chịu như thế nào thì cũng nên tránh không gắt gỏng hay tranh cãi. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, nên đi đứng cẩn thận, tránh trượt chân vấp ngã vì như vậy sẽ bị xui xẻo cả năm. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, tuyệt đối không nên đánh thức người thân trong mấy ngày Tết, hãy để người ta tự dậy. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, cam, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Thân, Tỷ Kiên tác động khiến thân khá chật vật vì sự nghiệp. Hôm nay vẫn có không ít tuổi Thân phải bận rộn với công việc. Bạn chỉ muốn làm cho nhanh xong, còn về nhà ăn Tết với gia đình. Đường tài lộc lại cực phát nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Có thể bản mệnh đang có được nguồn thu ổn định hoặc thêm một chút tiền bạc đến bất ngờ. Hôm nay nếu được người quen lì xì thì dù ở độ tuổi nào cũng nên nhận lấy, đó là lộc đầu năm của bạn. Vận tình cảm lên hương nhờ cục diện thổ sinh kim. Dù độc thân nhưng bản mệnh cũng không còn quá sốt ruột hay vội vã khi bị người nhà hối thúc vì đã quá quen rồi. Hôm nay gia đình bạn sẽ có chuyện vui ghé thăm, người ốm sớm được khỏi bệnh. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, vị khách đầu tiên đến chúc Tết gia đình bạn sẽ là một người vô cùng thân cận. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, bạn là người giữ hỏa khí cho gia đình, lo chu toàn khá nhiều việc trong nhà. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, bạn rất được lòng mọi người xung quanh, dù hôm nay tiêu tốn hơi nhiều nhưng đổi lại là sự vui vẻ. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, không nên quát mắng trẻ nhỏ hoặc thanh niên trong nhà hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, bạn không nên cho vay hay mượn bất cứ thứ gì vào mùng 1 nhé. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, nâu, quý nhân phù trợ Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, ngày mùng 1 Tết,
tuổi Dậu nên cẩn thận trong công việc vì lâm kiếp tài. Bạn nào mà đi làm Tết thì có khá nhiều chuyện không hài lòng và dễ gặp chuyện tai bay vạ gió. Đầu năm không muốn khẩu nghiệp, nhưng không nói thì người ta nghĩ bạn dễ ức hiếp, muốn làm gì cũng được. Vận tài lộc đi lên nhờ lục hợp cục. Thật may là con giáp này biết cách cân đối thu chi trong ngày, không để mình rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Bạn đủ tỉnh táo để tránh xa cờ bạc, cá độ trong mấy ngày Tết, vì không muốn làm khổ bản thân và liên lụy tới gia đình. Vận trình tình cảm may mắn nhờ thổ kim tương sinh. Hội độc thân được người thân, bạn bè mai mối cho các cơ hội gặp gỡ đối tượng tốt và phù hợp với mình. Người có gia đình thì có bữa cơm đầu năm vô cùng ấm cúng, gia đạo tràn ngập tiếng cười. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hôm nay đi ra đường nhớ cẩn thận xe cộ hoặc làm rơi đồ vật có giá trị. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, đầu năm không nên cáu kỉnh khó chịu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nếu có vấp ngã thì đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, bạn được sống trong không khí ấm áp của gia đình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nên hạn chế cãi cọ trong ngày mùng 1. Một điều nhịn là 9 điều lành. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tỵ, Thìn, tử vi tuổi Tuất. Ngày mùng 1 Tết Quý Mão có thiên ấn nhập mệnh, giúp tuổi Tuất nắm được uy quyền trong công việc. Hôm nay bạn có cơ hội được khách hợp vía mở hàng hoặc gặp được người có chức có quyền trong công việc. Đường tiền bạc của tuổi này không tốt vì có tương xung lâm vận. Ngày đầu năm nhưng bạn vẫn phải lo chuyện tiền bạc, tiêu tốn khá nhiều tiền, nên tránh xa những trò ăn chơi ngày Tết, kẻo hao tài tốn của, bạn không có cơ hội thắng đâu nhé. Vận trình tình cảm dễ vướng thị phi, xô xát, nam mệnh nên hạn chế bia rượu, chén chú, chén anh xong lại ức chế, gây gổ, nói nặng lời với nhau. Nữ mệnh nên để ý đến người nhỏ và người già trong nhà, không nên nghe lời người ngoài xúi bậy đầu năm. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa. Các cuộc vui chơi giải trí, thăm hỏi chúc Tết từng gia đình có thể khiến bạn bỏ bữa. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ. Bạn nhận được nhiều tiền lì xì từ mọi người trong nhà. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc. Uống rượu bia rồi tuyệt đối không nên lái xe. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim. Thức khuya khiến trạng thái thần kinh căng thẳng, đầu năm hãy đi ngủ đủ giấc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy. Hôm nay bạn nên kiểm soát việc ăn uống của chính bản thân mình. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cà phê, quý nhân phù trợ, Ngọ, Dần, tử vi tuổi Hợi. Đầu năm thực thần trợ mệnh, tốt cho những bạn tuổi Hợi làm nghề dịch vụ, du lịch, vận tải, buôn bán ở khu vực đền chùa. Bạn có suy nghĩ tích cực và cởi mở nên đầu năm khá đỏ, lại còn đem lại vía may mắn cho những người xung quanh. Chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay cũng khởi sắc không kém. Hợi hành xử duyên dáng và ăn nói dễ nghe, nên được nhiều người mời ăn uống hoặc lì xì, dù ở độ tuổi nào đi nữa. Tuy nhiên, cục diện thổ thủy tương khắc, cảnh báo sự xui xẻo tình cảm mà con giáp tuổi này có thể gặp phải. Đầu năm nhớ trông nom trẻ em và người già trong nhà, nam mệnh lỡ uống nhiều rượu, bia, không được lái xe, nên nhờ người nhà đưa về. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa. Bạn gặp lại những người thân, bạn bè đã rất lâu không có dịp hội ngộ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ. Chắc chắn những lời chúc Tết của bạn sẽ khiến cho nhiều người vui vẻ, ấm áp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc. Mặc các trang phục tươi sáng để mang may mắn về mình. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim. Thấy tiền hoặc vàng rơi ở ngã ba, ngã tư đường, đừng nhặt kẻo rước họa vào thân. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy. Đi đâu cũng nên về sớm một chút, đừng nói nặng lời với người khác. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh lá, quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Đánh giá tử vi ngày 22 tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Dậu, Hợi. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Tuất, Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!